Xin kính chào quý khán giả của kênh Nước Pháp Có Gì Hay. Thưa quý vị và các bạn, bữa nay là một ngày mùa thu rất là đẹp trời. Trời có hơi se lạnh nhưng mà cũng có nắng. Nếu như mà mình đi ra dưới bóng nắng á, thì cũng sẽ rất là ấm áp. Bữa nay thì mình không có làm gì nhiều. Sau khi edit cái video du lịch về ngôi làng của Ivoa, ngôi làng chài được xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp đó, thì mình có hơi mệt cho nên mình muốn nghỉ ngơi một chút xíu. Và để nghỉ ngơi á, thì mình chơi với hoa cỏ các bạn ạ. Hôm nay cây lan ý của mình nhìn lại đó, sang thu rồi, nó vẫn tiếp tục ra hoa mới, nhưng mà những cái cành hoa cũ đó nó đã mọc lên rất là nhiều cây con rồi. Chính vì vậy mà bữa nay mình sẽ cắt những cái cây con đó, mình trồng thành những chậu mới các bạn ạ. Thơm quá là thơm. Thơm lá quế quá. Mình sẽ cắt bớt ngọn nó đi cho nó nhảy nhánh. Và vài bữa nữa đó mình sẽ đem nó vào trong nhà, tại vì trời đã lạnh rồi. Các bạn coi chùm rễ của nó nè. Đây là những cái rễ của nó. Đáng lẽ là mình phải trồng nó từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian để trồng được, cho nên rễ nó ra rất là già rồi đây nè. Rễ rất là mạnh, rất là già. Mình chỉ cần cắm xuống nước một thời gian sau thôi là rễ nó có sức sống, là bắt đầu mình cho nó vào đất. Hoặc là mình cũng có thể là mình trồng luôn nó được, nhưng mà mình thì thường cắm vào nước một thời gian cho nó ra rễ. Nó ra rồi đó thì mình mới bắt đầu mình trồng. Nhưng mà đây thì rễ nó mạnh rồi, cho nên mình sẽ chọn những cái mà đã có rễ mạnh đó thì mình trồng trước đi. Còn cái nào mà chưa có rễ á, đây nè, rễ nó đã ra những cái chùm cây non như thế này quá nhiều rồi đó. Và rễ già, rễ đã già rồi, xanh rồi, thì bắt đầu là mình trồng thẳng nó luôn. Bữa nay mình trồng thẳng luôn. Thì mình hay trồng những cái này nè, rồi mình gây nó ra cho nó nhiều, để mà để vào nhiều nơi khác nhau trong nhà. Hoặc là mình sẽ cho người này người kia nếu như họ thích. Mình thì mình thích cái cây hoa này lắm, nó tên là hoa lan ý hả? Đó, thì nó ra những cái bông màu trắng rất là nhỏ, nhưng mà trắng tinh khôi, rất là đẹp. Mình lại thích những cái hoa nhỏ và trông có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một chậu lan ý như thế này nè thì hầu như nó ra hoa quanh năm các bạn ạ. Nó ra hoa quanh năm, nó dễ chịu lắm, nó chỉ cần mát và nó cũng ưa nước. Mình chưa có thử trồng trong nước dạng như trồng thủy canh bao giờ. Mình cũng muốn thử lắm, để hôm nào mình thử trồng ha. Nhưng mà thường thì mình trồng ở trong đất, những cái chậu đất. Các bạn thấy ở đây cũng có một cái loại hoa cũng tương tự như vậy ha. À, cái cây này nó cũng đẹp, mình cũng rất là thích. Mà mình chưa có mua, tự nhiên hôm trước mình đi ở dưới cái chỗ đậu xe trong nhà mình đó, thì mình thấy ai đó họ mới vứt đi một cái nhánh nhỏ tí xíu thôi. Nó nhỏ lắm, kiểu như là chắc nó mọc nhánh rồi người ta bứt bỏ đi, hay là nó ở trong cái bó hoa đó rồi người ta vứt đi mà nó còn vương vãi, thì nó rớt lại ở cái chỗ đậu xe. Mình đi mình mới thấy một nhánh tí xíu. Mình thấy thương quá, tội nghiệp quá. Thôi ông trời có đức hiếu sinh, mình cũng đem em ấy về. Mình cũng bỏ vô nước cho em hồi tỉnh lại, và cũng bắt đầu em ấy ra rễ. Mình bắt đầu mình trồng vào trong một cái chậu chút xíu này. Bây giờ các em ấy mình thấy cũng đã ra những cái lá non, lá mới nè, cũng đã có sức sống rồi đó. Mình tưởng tượng đến khi nào mà em ấy ra một cái tán tròn to vậy chắc đẹp lắm ha. Mà chắc cũng phải mất rất là nhiều thời gian, tại đây là
thấy vậy chứ cũng 2-3 tháng rồi đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trồng cái chỗ lan ý này. Mình tưới nước cho nó, xong rồi mình cũng để nó ở trong cái chậu nước như vậy để cho nó hút nước cho nó mạnh. Rồi ít bữa sau đó thì mình sẽ treo nó lên trên giàn. Giống như cái chậu này nè, mình đã trồng được cũng mấy tháng rồi đó, giờ nó cũng tươi tốt. Một là mình sẽ treo nó lên giàn, hai là mình sẽ đem vào để trang trí ở trong nhà. Vậy là mình đã trồng xong những cái cây lan ý rồi đó các bạn. Rất là đơn giản phải không? Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ được bạn Lo Lo giao cho mỗi ngày đây. Tức là mình phải đi dạo. Và lần nào mình đi ngang qua những cái ngôi nhà này, mình cũng rất là thích ngắm nhìn nó các bạn ạ. Đó là những ngôi nhà mơ ước của mình đó. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đồng, mình đi dạo và ngắm làng quê nước Pháp nha các bạn. Có bạn nào muốn đi ngắm làng quê nước Pháp với mình không? Mình sẽ đi ra cái hướng này, tuy nhiên mình sẽ rẽ ra cái cánh đồng mà mình rất là ít khi đi tới đó. Chắc các bạn coi hoài cũng quen thuộc với con đường này ha. Đây là cái đường đi ra sân vận động và cũng như là đi vào rừng. Nhưng bây giờ mình không đi vào đó, mình sẽ đi ra đồng nha các bạn. Làng quê Pháp nơi mình sống nó như vậy đó các bạn. Có bạn nào thích sống ở đây không? Chiều muộn rồi, chim đã về tổ và người cũng về nhà. Mình cũng đi về đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi xa và khám phá những điều hay ho đẹp đẽ ở Pháp nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, au revoir, bye bye.